lại đi. Sao giờ này em không thấy con đi học ban ngày nhỉ? Con đi học bình thường rồi. Ban ngày thì đi bán cái này, tối thì con không đi đâu ấy. Người làm sao à? Tốt nhất đi, làm mày im mồm đi. Em ơi, phát tờ rơi làm sinh viên mà sao lắm tiền thế hả em? Quả này chúng to rồi đấy. Được, không cần đâu. Anh chị ơi, này. em đi, đây là tiền của mày của mẹ. Anh biết rồi, nhưng mà dạo này bọn cớ làm gắt quá. Nó theo mình từng bước một, vớ vẩn là bóc lịch như chơi. Chắc cũng phải tạm nghỉ một thời gian thôi. Thì em cứ nói thế. Chứ em cũng sắp đến ngày sinh nở rồi. Cần tiền lo để trang trải cuộc sống chứ. Thế còn tiền nọ lấy của con sinh viên không đủ à? Thì cũng chỉ đủ để mà em lo sinh nở và chăm sóc con một thời gian thôi. Mà anh định cứ làm cái nghề này mãi chứ. Anh cũng chán cảnh này lắm rồi. Sống mà không biết ngày mai như thế nào. Mà cái nghề này cứ theo mãi, có ngày cũng đi tù thôi. Thì em nghĩ con bé kia nó rồi sau này con đứng ra đời làm như nào? Thôi, em ăn đi. Đừng nghĩ linh tinh nữa. Anh sẽ cố gắng để lo cho cuộc sống của hai mẹ con. Ăn đi.
Tâm, sao dạo này mẹ không thấy con đi học ban ngày nhỉ? Con vẫn đi học bình thường mà mẹ. Ban ngày thì đi bàn thế này, tối thì con cứ đi đâu ấy. Thế con học đại học của người ta toàn dạy ban đêm à? Mẹ yên tâm, con tự sắp xếp lịch học. Mẹ chỉ cần cố gắng giữ sức khỏe, rồi con sẽ tìm cách chữa bệnh cho mẹ, mẹ nhá. Mẹ già cả rồi, cái gì đấy nó đến con à? Con cứ lo cho công việc riêng của mình đi, chứ đừng để mẹ làm gánh nặng cho con. Em làm sao thế? Sao em bảo là còn một tuần nữa mới đẻ cơ mà? Thì thế nhưng mà bây giờ đau. Cố chịu một chút, anh đưa đến viện nhá. Em sống chuyện vào đâu? Tình người kia. Có ai không? Giúp tôi với. Có ai không? Giúp tôi với. Mà hình như là cứ có người cần giúp đỡ con ơi. Thôi kệ đi mẹ, bọn họ thì sẽ trò lừa đảo đấy. Tình chẳng sao đứng khác, không phải rước họa vào thầy. Sao? Con quen họ à? Vâng, hôm trước họ giàn dựng để cướp tiền của con đấy mẹ. Sao? Có chuyện đấy mà không nói với mẹ em? Con sợ là... nhưng mà con không nói. Nhưng mà... mẹ nhìn có vẻ là không phải giả vờ đâu con. Những người phụ nữ mang thai đến kỳ chuyển dạ mà tưởng đau như thế đấy con ạ. Thôi mẹ, họ có diễn hay là không diễn con không quan tâm, quả báo thôi. Đừng đi ra chỗ khác, không phải trở thành nạn nhân tiếp theo của họ. Con ơi, con nói thế sao được hả con? Mặc dù người ta có lừa con, nhưng mà trong hoàn cảnh này mình không thể bỏ rơi họ được đâu con. Mà bây giờ mẹ con mình thì làm gì còn gì đâu mà để họ lừa con. Thôi con cứ đẩy mẹ lại đấy đi con, xem họ thế nào. Đi. Cố lên, một chút nữa thôi. Ai đó? Cô gì ơi, vợ chồng tôi xin lỗi cô về chỗ hôm nọ. Hôm nay vợ tôi đau quá, cô giúp bọn tôi với. Vợ cậu làm sao thế? Cô ơi, cô giúp bọn cháu với, cậu sắp sinh rồi cô. Cô giúp bọn cháu với ạ. Được rồi, con thở đều quá. Thở đều để giúp con. Cháu thật sự không biết phải cảm ơn cô với Tâm như thế nào nữa. Vợ chồng cháu có lỗi với cô và em, vậy mà cô vẫn giúp đỡ vợ cháu qua cơn nguy kịch. Thật sự cháu không biết phải làm thế nào để được cô và em tha thứ nữa. Chuyện cũ qua rồi, ai trong đời cũng sai lầm một lần. Quan trọng nhất là vợ chồng cháu biết sửa đổi. Không một đứa trẻ nào sinh ra mà muốn bố mẹ nó đi trộm cướp cả. Dạ vâng, cháu hứa là vợ chồng cháu sẽ tìm một công việc thật lương thiện để làm. Tâm, có phải là do hôm trước anh chị như thế nên em mới phải nghỉ học không? Việc bây giờ em muốn làm nhất là chữa bệnh cho mẹ của em. Còn việc học của em để tính sau cũng được chị ạ. Em đúng là một đứa con hiếu thảo. Anh chị thật sự rất rất cảm ơn cô và em rất nhiều. Sức khỏe cô yếu như thế này, chắc là anh chị sẽ cố tìm một công việc nào đấy rồi phụ giúp em, phụ giúp cô đỡ được phần nào hay phần đấy. Thôi, chị nghỉ sớm đi. Bây giờ chị đừng có suy nghĩ gì cả. Đến lúc lại ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.